núi cây túc đẹp tuyệt vời là truyền thuyết bất hủ. Ngài Quán Thế Âm từ bi, đại ái độ ta bà, chùa báo ân thật thanh tịnh, đại sĩ cát đầy trang nghiêm, là đạo tràng Tịnh Tông của Phật Đà, là nước Cực Lạc của nhân gian, là nước Cực Lạc của nhân gian. Lão Pháp Sư của chúng con từ bi không bỏ một ai, ngày ngày giảng đại kinh, dẫn chúng con về Cực Lạc. Quyết theo sư phụ thượng nhân, lão thật nghe lời thật là, chỉ niệm câu Phật hiệu này: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cắm chắc ba cây gốc, gắng sức hành theo tứ đức, tùy giữ giới luật thanh quy, thực tiễn tam phước lục hòa, tam học lục độ thập nguyện, ngày ngày phản chỉnh sửa đổi, người khác sai cũng là đúng, còn ta đúng cũng là sai, còn ta đúng cũng là sai. Nếu chân thật là người tu đạo, không nhìn nổi thế gian, đều là Phật Bồ Tát, chỉ mỗi ta là phàm phu. Bạn và tôi không phải người một nhà, mà là cùng một thể. Triệt để buông bỏ phân biệt, triệt để buông bỏ chấp trước, triệt để buông bỏ phân biệt chấp trước. Lưu lạc trong lục đạo, thống khổ thật quá nhiều rồi, phá nguyện liễu thoát sanh tử, phá nguyện xuất ly ta bà, phá nguyện tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng dương hộ trì chánh pháp, phá nguyện dẫn dắt chúng sanh đồng sanh nước Cực Lạc, đồng sanh nước Cực Lạc. Thật quá nhiều rồi, phá nguyện liễu thoát sanh tử, phá nguyện xuất ly ta bà, hướng về thế giới Cực Lạc. Đó chính là nhà của con. Tin sâu Phật A Di Đà, đó con quay về Cực Lạc, đón con quay về Cực Lạc. Lão Ân Sư kính yêu, Ngài chính là Phật của con, muôn kiếp khó gặp được, con không thể bỏ lỡ, không thể lời xa Ngài. Con muốn đến Cực Lạc,
vĩnh viễn không chia lìa. Ngài là Phật của con, Ngài là Phật của con xin theo Ngài mãi mãi, con xin theo Ngài mãi mãi.